Đúng ra phải bơm mới tầm còn nâng người thôi. Đúng rồi. Đánh được phát này thôi, phải vắt không phải trôi đừng không mà được cái nữa. Kéo cái chi đi. Đánh lên. À, thanh niên nó nhảy lên bờ đi. Hai thanh niên nhảy lên bờ đi. Lên bờ hơn khó. Kéo cái lần đường tay đi, tạm ơn những bờ này. Đúng mày. Đúng sinh ra đầu. Thế kêu mẹ bác hơi không biết tính toán. Mày nó bằng bác đấy. Kéo kéo lên, không kia đâu. Thôi, giờ đi thẳng ra đây được cho mình nữa. Lên đấy luôn. Thôi, bây giờ cầm chí luôn. Để đấy, chạy. Tại chỗ luôn, đừng đi vào luôn. Cầm vào đây. Thế. Bây giờ. Anh đang chỉ đang gây cân. Bác Việt bỏ chân ra. Bác Việt ơi. Bác ơi, xuống dưới đấy đi. Tổng có cái kéo chỉ đi cho bác tiện lấy cái chân này, ba cái đường chỉ. Chuẩn bị để sang cái miết này này, miết này, cái miết này, cái 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 này, còn mít ra ngoài có trả qua bé còi nùn béo lên đứng dậy đứng dậy đứng thẳng dậy bác ơi đừng cho sệt vào bên trong béo ơi, còi nùn thì đem nhảy xuống thì bốn người đứng đây rồi vẫn kéo lại vẫn nổi rồi đấy bác chỉ là này đó xem cái bọn nước ngoài cái cá gì nó lên nó nhảy lưới như là ấy như là tên lửa hả nó lao ghê kìa kìa không nhảy úi chưa đã buộc đít chưa không có hết mình vui chết đấy à ấy úi giời úi giời đẹp nhở kiểu cái này nó không xua đùa này không xua đùa nó mới hoảng nó nhảy nhảy mấy không nâng nhân đường phao đấy nâng đường phao đứng gập ở đây nào nâng đi được bao đâu bắt bắt phao đằng này nó nhẹ mét đấy kìa đúng nhẹ nhẹ thôi từ từ thôi từ nó đó đấy con to găm nó mắt à này mày lên được 30 nhờ úi dồi nhảy mà úi sao nhảy đẹp nhờ kéo mạnh dây chì vào ôi đông người kéo dây chì vào hai người kéo cũng sao cho cả nó cũng ghét đi kéo rồi hỡi chưa nổi nó ăn chua nhảy hết kìa kéo vừa thôi đừng kéo nữa đấy rồi kéo phát nó buông ra kéo phát nó buông ra kéo buông ra cho nó nổi kéo cứ cái đấy lên cứ kéo cho nhảy cho đẹp kéo mà mạnh quá đấy là đủ cái chi vừa ngoài này này chậm thôi, chậm thôi. Chậm thôi đi. Đấy, ông quyết đề một bên dây chỉ, tôi đề một bên dây chỉ. Rồi. À, anh đứng dậy, đứng dậy, đứng dậy. Đấy. Đấy. Anh sao đi, trên này cần gì? Chân tôi rồi. Kéo nhiều dây chỉ vào anh em ơi. À, cái chiếc dưới cho bắt vào. Kéo vào bên kia đi. Kéo chiếc dưới lên bờ. Cá, quay lúc kéo đi cá. Quay đéo thì mai thì kẹp giả tiền quay đấy. Mai chẳng ba. Nên cởi nít này. Hơn hết rồi, tầm đừng tóm thế, tóm ít thôi, nó hỏi chị tóm ít thôi. Mày tóm được thì... Thế. Chỉ chân rồi. Hơn đừng tóm thế, tóm lên nó hỏi chị. Đấy mày càng tóm được thế. Đừng tóm thế, tóm được thôi.
Thu hết rồi, thu hết rồi đấy. Còn này bác viện tôi lấy vào gánh đâu mà chở không? Kéo mấy dây chì anh ơi. Kéo cả cái chỗ ông bơm. Cá cục. Kéo to hết cho lên đi. Thôi, phao thôi. Kéo tất đi. Kéo tất chì đi. Kéo tất chì bơ đấy. Kéo tất chì đi cơ. Kéo tất chì đi bơ đi. Ui, nắm rô phi thế. Minh chi thôi. Rồi. Em cầm vào này. Chọc ôm tất vào. Khả năng này trả bên kia đấy. Ừ, ra màn bên kia thôi. Tổng hợp này kia kéo ra kia. Đất đây, lên đây. Rồi. Thả cái này thì chân để dắp chân. Thả thì xuống chân thả ra. Không, cứ để nó phải thi. Bác, hai tay ra bóp được chúng ta nào hết. Ừ. Kéo hơi đi vào nhá, đi vào thôi vào đây. Ôi làm cá ghê nhờ. Thả tay xuống đi. Giữ chì nhá. Câu mướt lắm. Toàn rô phi. Con chép to ghê kìa. Hôm bốn ba ba làm gì à? Sao mà đánh được nước này này? Đây nó lọt nó đâu qua con nào đâu? Này 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 bốn con ba con thả con béo nào mình dám phát biểu của ba con nhiều ít cá này nhưng mà tối ba mâm mé này không đủ ấy. Gà có rồi, gà thích rồi. Cảm ơn. Ít cá này nhưng tối ba mâm không đủ đâu. Hỏng hết rồi, hỏng 10 bài con hỏng sao hết rồi. Này, đứng xuống đây, cứ tới cổ đây rồi nhá. Điều thuyền từ đây cũng bảo nổi. Chào mày. Cầm phát cái bên túi nước, không nhặt. Xúc cá lên đấy, mấy người nhặt nước một tay. Nhảy cho vào mặt, lâm vào mắt. Đéo thì đêm nay có hoa cái một cái bộ được cho một cái đêm thì ngày mai kíp nước còn hai con hai con
Một cái ao này mình được thường 2 cốt thì nếu mà xử lý đầu con thì rồi.